Mời quý vị tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết cùng với biên tập viên Lan Chi. Đúng dịp cuối tuần thì miền Bắc lại hết mưa và nắng nóng sẽ trở lại. Và không biết là đợt nắng này thì có kéo dài không ạ Lan Chi? Dạ vâng ạ, đợt nắng lần này thì dự báo là sẽ kéo dài đến giữa tuần sau chị Hằng ạ. Ngay trưa nay thôi thì quý vị ở thủ đô Hà Nội sẽ cảm thấy nóng rõ khi mà nhiệt độ tăng lên ở mức là 33 độ. Từ ngày mai thì nắng nóng sẽ nhen nhóm xuất hiện và cao điểm của đợt nóng lần này sẽ là 3 ngày từ thứ Hai cho đến thứ Tư của tuần tới, khi mà nhiệt độ có thể lên mức là 36 độ. Không riêng gì miền Bắc mà miền Trung cũng cùng chung xu thế nóng hơn trong tuần tới. Trước đó thì ngày hôm nay nhiệt độ cũng tăng dần. Trên bản đồ trường nhiệt thì bắt đầu có những cái vùng màu vàng cam tương ứng với mức nhiệt 34 độ ở khu vực Trung Trung Bộ. Còn lại thì các nơi khác sẽ phổ biến trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Những cơn mưa thì lùi dần vào buổi chiều tối và chỉ xảy ra trên diện hẹp ạ. Vâng, thế còn ở phía Nam, mưa có tăng và có kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan không ạ chị? Dạ vâng, khi mà mưa tăng thì những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông sét hay là gió giật mạnh cũng sẽ dễ xảy ra hơn ạ. Ngay trong chiều nay thì khu vực có mưa lượng khá như là Bình Phước, Tây Ninh, ở Đồng Nai hay là Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu hay là Cà Mau, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm này thì cũng là những nơi dễ xảy ra những cái hiện tượng này nhất. Quý vị chú ý là 30 phút đầu tiên của trận dông sẽ là nguy hiểm nhất. Còn sau 30 phút thì gió giật, sấm sét sẽ giảm dần, trời chủ yếu chỉ còn mưa thôi. Ở Tây Nguyên thì những cơn mưa vẫn đều đặn xảy ra về chiều tối, buổi sáng và trưa nay trời vẫn chủ đạo là nắng. Dự báo là nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khoảng 31 độ, riêng Đà Lạt thì thấp hơn, không quá 26 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa dự báo hôm nay trời nắng, gió nhẹ, biển êm. Huyện đảo Trường Sa mưa cũng giảm và có nắng trở lại. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng từ cấp 3 đến cấp 4. Cảm ơn Lan Chi với những dự báo vừa rồi. Và như vậy là miền Bắc và miền Trung cùng chung xu thế nóng hơn trong tuần tới. Còn mưa ở Nam Bộ lại gia tăng, cần đề phòng dông sét, quý vị cần lưu ý. Tiếp theo sẽ là bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi.